Hello, xin chào cả nhà nha cả nhà ơi. Hôm nay mình chia sẻ mình làm cá sốt này nha cả nhà. Làm như thế nào thì mời cả nhà cùng theo mình nha. Trước tiên thì mình cho gừng và hành. Để vào đây mình sẽ cho chút xíu muối nha cả nhà. Mình sẽ rửa cá cho thơm nha cả nhà. Và mình cho một chút xíu nước vô nha cả nhà. Sau đó thì mình sẽ ôm thế này cho nó thơm cá nha cả nhà. Và sau đó thì mình sẽ lấy giấy mình chậm nước, mình rửa sạch rồi mình chậm nước nha cả nhà. Sẽ cho muối lên nha cả nhà. Như vậy thì mình chiên cá sẽ không bị dính nha cả nhà. Giờ mình sẽ cho cá vô chiên nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình múc dầu ra bớt rồi mình sẽ cho hành gừng tỏi vô nha cả nhà. Và ớt nha cả nhà. Tiếp theo thì mình cho cái nước sốt cho nha cả nhà. Cái sốt này là dầu hào, nước tương và ớt tương, đường bột ngọt nha cả nhà. Xoong ngò, lá ngò, cọng ngò này cả nhà. Tiếp theo mình để ngò lên nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì cá sốt của mình đã xong rồi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Món này ăn với cơm trắng thì rất là ngon nha cả nhà.